Kính chào các anh chị quay trở lại kênh Bất Động Sản Bích Triêu. Trên màn hình các anh chị thấy là khu dự án với những căn shop house, nhà phố và căn hộ tọa lạc bên những cái trục đường hoành tráng kết nối từ Thủ Thiêm qua quận Nhất ngay gần vị trí cầu Thủ Thiêm 1. Thưa các anh chị, đây là dự án Lakeview hay còn gọi là Lakeview Thủ Thiêm. Thì nó khác với cái dự án Lakeview City của Novaland nằm trên cái đường dẫn cao tốc Bến Lức Long Thành gần vòng xoay Phú Hữu quận 9. Kính thưa các anh chị, dự án Lakeview thì với quy mô toàn dự án là 8,4 hectare, trong đó khu đất nhà phố là 4 hectare và khu đất cho căn hộ là 4,5 hectare. Nhà phố thì gồm có một hầm 4 lầu hoặc 3 lầu, còn khu căn hộ thì gồm một hầm có số tầng nổi từ 4 đến 10 tầng. Như vậy thì chúng ta thấy bố cục ở đây khá là thoáng, không có những cái tòa cao ốc cao, nó chắn view ở các hướng. Trên màn hình thì chúng ta dễ dàng nhận ra những cái căn nhà phố ở đây đã được một số khu đã được bàn giao từ năm 2018 và tiếp tục 2019-20, và toàn bộ cái phân khu này sẽ được bàn giao vào năm 2022. Toàn bộ cái dự án này nằm trong 4 cái phân lô được ký hiệu chỗ khu vực Thủ Thiêm, đó là lô 3.2, 3.1, 4.8 và 4.7. Kính thưa các anh chị, không thể phủ nhận là cái vị trí tọa lạc của cái dự án Lakeview này là một trong những cái vị trí đất vàng của Thủ Thiêm. Tuy nhiên là như khu vực Lakeview 1 và Lakeview 2 thì đã được bàn giao từ 2018-2019. Tuy nhiên là khá là vắng bóng người ở cũng như là cho thuê. Bởi lẽ chủ đầu tư giao thô, và nếu như muốn cho thuê thì một căn nhà phố như vậy, một căn shop house như vậy thì chủ nhà phải bỏ ra hàng tỷ đồng để mà có thể là decor lại phía bên trong, hoàn thiện mặt trong thì mới có thể cho thuê được, cũng như để trở về đó ở. Tuy nhiên là cái nhược điểm của khu Thủ Thiêm là toàn bộ cái khu này nó quy hoạch chưa đồng bộ. Chỉ có khu Sala của Đại Quang Minh cũng như khu Lakeview này đã có một số phân khu được bàn giao. Cho nên là nếu họ về đây sinh sống thì cũng không có những tiện ích xung quanh, rất là bất tiện. Còn nếu kinh doanh thì cũng không vắng, rất là vắng cư dân để mà phù hợp kinh doanh. Cho nên là mặc dù nhận nhà đã lâu nhưng mà cũng chỉ cửa đóng then gài, và không biết tới khi nào thì mới có thể kinh doanh được. Mặc dù đầu tư vào những cái căn nhà phố cũng như là căn hộ ở Lakeview thì qua thời gian thì giá cũng đã tăng tốt lên một cái mức giá mới, bởi lẽ theo cái giá trị bất động sản tại khu Thủ Thiêm. Tuy nhiên là về giá trị sử dụng thật thì vẫn chưa có. Lakeview thì được bao bọc bởi cái đại lộ vòng cung ven sông và đại lộ Nguyễn Cơ Thạch. Phía sau là đường Lương Định Của, một trong những cái cung đường lớn và đẹp nhất ở khu đô thị Thủ Thiêm này. Hy vọng là chính quyền thành phố sẽ đẩy nhanh cái công tác triển khai thi công cho khu đô thị Thủ Thiêm để góp phần tạo ra một cái bộ mặt giống như thành phố kỳ vọng, trở thành trung tâm tài chính mới của thành phố. Và đây cũng là cái phần lỗi của cái thành phố Thủ Đức mới được thành lập sau này. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Bích Riêu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính chào.